Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Rồi thì vẫn là cửa hàng cũ ha. Đây là cửa hàng xe máy Bình Minh Dung, địa chỉ là 13/6 khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thì mình chỉ các bạn đường đi dễ hơn là đọc địa chỉ ha. Các bạn từ hướng mà dòng xoay An Phú đi thẳng lên gặp cây ngã tư Nguyễn Công Cù thiệt là to luôn. Các bạn quẹo bên tay trái đi thẳng 1 km là các bạn sẽ gặp tiệm Bách Hóa Xanh nằm ở bên trái, và cái tiệm Bách Hóa Xanh đó sẽ kế bên là cửa hàng Bình Minh Dung đó. Rồi thì cũng lâu quá rồi chưa có báo giá cho anh chị em cái dòng xe SH Mod đúng không? Và đồng cửa hàng mình thì SH Mod giá cực kỳ rẻ luôn. Mình bao với các bạn là cái giá ở đây sẽ rẻ hơn những cửa hàng khác và những cửa hàng mình đã từng báo giá các bạn rồi ha. Đây là dòng xe SH Mod phiên bản mà thời trang ha, phiên bản thời trang là nó chỉ có một màu nha các bạn. Thời trang là chỉ một màu như thế này, màu trơn thôi. Còn phiên bản cá tính á là sẽ có màu xám đen hoặc đỏ đen, và chỗ này mặt nạ nó sẽ là màu đen nè. Đó. Rồi, đây, thời trang CBS. Đây là ba chiếc phiên bản thời trang CBS. SH Mod 2020 ha, nếu mà năm 2021 thì gọi là năm 2021 thôi. SH Mod 2021 chứ không có khác biệt gì trơn á. Cũng có nhiều anh chị em hỏi mình nè. SH Mod 2020 với 2021 á, nó có khác gì nhau không? Thì nó cũng là một loại thôi, nhưng mà nó khác nhau cái là 2020 thì gọi là 2020, 2021 thì gọi là 2021. Chỉ có SH Mod 2019 á thì nó là khác thôi. SH Mod 2019 là xe không có đường viền ngang ở đây, và bóng đèn của nó là bóng đèn halogen, không phải là bóng đèn led. Đó, anh chị em dễ nhận diện chứ ha. Và thêm một điều nữa là SH Mod 2020 các bạn sẽ nhìn thấy được á, là nó sẽ có một cái hộc chứa đồ ở đây. Đó, cameraman đi đẳng ở đây xíu nè. Đó, thì đây đó, anh chị em hãy thấy SH Mod 2020 thì nó sẽ có cái hộc chứa đồ đó, nhìn rất là xịn sò ha. Và trong cái hộc chứa đồ đó thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ có một cái cổng sạc USB lên trên đó, đó cổng sạc USB trong đó ha. Rồi rồi tiếp theo mình sẽ đi lên phần trên, phần phía trên này là mặt đồng hồ đấy, phần nhận biết phần thứ hai đây. Mặt đồng hồ của nó thì cực kỳ đẹp luôn. Ở SH Mod 2019 á thì cái mặt đồng hồ nó không có được đẹp, 2020 thì được, tắt vẫn là nằm trên dưới như thế này, nhưng mà mặt đồng hồ nó thì có màn hình LCD nhỏ ở đây rất là đẹp ha, chữ cũng được tinh chỉnh lại rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là không có nút công tắc đèn. Nếu mà chị em nào mà thích cái dòng 2019 để có công tắc đèn thì mình mua 2019, nhưng mà hiện tại cửa hàng bên mình thì hết 2019 rồi, chỉ còn 2020 thôi, nó sẽ không có công tắc đèn. Và đặc biệt nha, những chị em mình không được độ là công tắc đèn nghe chưa, độ là công tắc đèn là sẽ bị gọi là hư bình, ảnh hưởng tới bình. Thứ hai nữa là sẽ mất luôn cái việc mà các bạn bảo hành 3 năm. Nhiều khi các bạn xui mua cái chiếc xe bị lỗi mặt đồng hồ, mà các bạn đi độ công tắc đèn á, các bạn vô hết là các bạn sẽ không được bảo hành cái mặt đồng hồ miễn phí, mà các bạn phải tốn tiền 2 cái đồng hồ mới đó, lưu ý vấn đề đó. Và xuống ở dưới đây ha, thì cái phần này đây là cái phần móc đồ của nó cũng được thay thế lại luôn. Tất cả những cái dòng xe SH Mod đó đều là ổ khóa smart key hết. Rồi qua phần cốp xe ha, đây cốp xe thì cực kỳ là rộng và thoải mái luôn, anh chị em có thể thấy được là cốp xe cực kỳ rộng và thoải mái luôn. Đây là bộ kiến của nó, kiến của nó nè, đồ đạc trong đây rất là thoải mái nha. Ở đây là cái bình xăng, nắp bình xăng ở đây nó khác với sàn các bạn. Là bây giờ nó có đồ để gắn bình xăng này nè, chỗ này không có ha. Đây để này các bạn, để hai bên luôn nè ha. Và tại sao mà SH Mod là cái xe mà giá tiền cũng khá là cao nhưng mà nắp bình xăng nó vẫn để ở dưới, đó là lý do tại vì cổng sạc USB, các bạn có thấy được là cổng sạc USB nó nằm ở trên đây rồi ha, nên là không thể nào để bình xăng ở trên đó được. Ở đây hiện tại có màn hộp gà nè. Thì giá hiện tại của dòng xe SH Mod mà phiên bản thời trang phanh CBS này á sẽ có mức giá là 61.500.000 đồng ha, 61.500.000 đồng. Và phiên bản thời trang ABS là 64.500.000 đồng, và thời cá tính ABS là 66.500.000 đồng. Đó thì giá nó có thể chênh lệch và thay đổi tùy vào mức giá khác nhau, nên là chị em nào, anh chị em nào mà muốn mua cái chiếc xe này á, thì mình trước khi lên cửa hàng các bạn gọi điện thoại trực tiếp vào cái số điện thoại ở góc màn hình á, các bạn nói là mình là bạn của bạn Phương cũng được, hoặc là khách của bạn Phương cũng được, mình muốn biết cái giá của dòng xe SH Mod phiên bản thời trang CBS hay là thời trang ABS hay là phiên bản cá tính ABS, thì cứ nói như thế, thì ở tỉnh ở huyện nào thì các bạn đó sẽ tư vấn cho các bạn ha. Đó để tư vấn cho các bạn là cái giá tiền, giá bán này nọ. Sau khi mà chốt được cái giá rồi, ok rồi,
thì mình lên đây trực tiếp mình mua xe. Và tại cửa hàng này các bạn mua xe thì các bạn sẽ được lắp một cái bộ chống trộm. Chống trộm tốn tiền nha, lắp bộ chống trộm nó tốn tiền, nhưng mà cái bộ chống trộm đó là sẽ được bảo hành 3 năm, bảo hành 3 năm luôn. Vài bữa nữa sẽ làm vision cho các bạn, vision 2020 ha, TV vision 2020 hiện tại bây giờ giá đang cực kỳ tốt tại cửa hàng luôn. Xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu đó là 2,16 lít trên 100 km nha các bạn. Và mua xe tại cửa hàng này các bạn được cái gì? Được một cái thùng bia đó. Tặng thùng bia đầu tiên rồi, mua xe giờ có thùng bia và rửa xe luôn ha. Ai hùng mòi hùng với tôi thùng bia đó ha. Rồi, tiếp theo là sẽ được nón bảo hiểm nè, đây mình đọc trong tờ giấy này cho các bạn coi nha. Hai cái nón bảo hiểm nè, một cái áo mưa nè, hai chai nhớt, một cái phiếu bảo hiểm xe máy, khỏi cần phải đi ra ngoài đường mua bảo hiểm xe máy chi á. Thùng bia ha, bình ấm siêu tốc, rồi quạt, rồi nồi niêu son chải tùm lum la trên rất là nhiều ha các bạn. Đặc biệt là khi mà mua các bạn được rút thăm trúng thưởng là sẽ trúng được cái bếp ga loại lớn hai bếp á, và một cái bình nước nóng lạnh, và hoặc là cái quạt hơi quạt nóng lạnh đó, quạt hơi nước á. Rồi thì quá nhiều phần quà cho các bạn luôn, giá xe rẻ nè, đồ chơi xe cũng rẻ luôn, chống trộm cũng rẻ mà bảo hành cực kỳ nhiều luôn, rồi đồ tặng cho các bạn rất là nhiều. Các bạn thấy được tặng những cái đồ mà cực kỳ hữu ích cho các bạn không, đặc biệt những ai mà đang làm công nhân ở trên đây mà ở chợ này nọ kiểu ha, anh chị em ở chợ mua chiếc xe được tặng quá trời nồi niêu son chảo luôn, bếp ga bếp từ nọ kiểu nữa ha. Nếu là mua xe mình cứ đến cửa hàng này mình khảo sát giá đi, nếu mình thấy giá đây ok thì mình đây mình mua xe, ở xa vẫn được hỗ trợ tiền xăng xe để đi xuống đây mua xe nha các bạn. Đó, thấy chơi lớn không, cửa hàng này chơi rất là lớn luôn. Rồi thì hiện tại cửa hàng này đang thiếu nhân sự về nhân viên bán hàng cũng như là nhân viên ráp xe. Nếu mà anh chị em nào mà đang cần tìm việc ở khu vực Bình Chuẩn này thì có thể trực tiếp lên cửa hàng này để mình phỏng vấn ha, hoặc là liên hệ số điện thoại để mình đặt mình hẹn cuộc hẹn phỏng vấn. Lương cơ bản là 8 triệu đồng rồi đó, còn doanh thu thì được 5% tiền doanh thu hoa hồng nha. Đó, thấy ngon không? Quá ngon luôn. Một tháng nếu mà các bạn bán xe được ha, mình qua YouTube cho các bạn bán xe được á, các bạn sẽ được tiền 30 đến 50 triệu luôn. Đó. Đây. Thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh của Vlog 61 nha. Nếu mà các bạn muốn biết giá lăn bánh của con GTX Mode này, phiên bản thời trang nè, phiên bản cá tính nè, thì có thể trực tiếp lên trên cửa hàng hoặc là liên hệ với số điện thoại ở bên góc màn hình trả góp. Thì con xe này á, các bạn không cần trả trước vẫn lấy xe về được, nhưng mà cái lãi suất nó rất là cao. Các bạn nên trả khoảng 20% ha, mình khuyên các bạn nên trả 20%. Còn bạn nào mà đang cần xe đi gấp mà không có tiền thì mình có thể là không cần phải trả trước vẫn mua được. Thứ hai là lãi suất ở đây cực kỳ thấp đối với mà cái việc mà các bạn trả 50% tổng giá trị chiếc xe. Thứ nhất các bạn sẽ được nhận cả về gốc, thứ hai các bạn sẽ được chạy chương trình lãi suất cực kỳ thấp cho cái phiên bản dòng xe GTX Mode này luôn. Đó. Rồi, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh của Vlog 61 nha. Nếu mà các bạn thắc mắc vấn đề gì, hãy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại ở bên góc màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.